Em Ngọc Hà xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của Xúc Mộc Hà nha em nhá. Dạ vâng, rồi thì hôm nay em sẽ lên một ít sản phẩm về cái dòng bãi nhật cũng như là một ít sản phẩm về dòng kính của nhà em nhá, và một ít dòng đèn pin. Dạ vâng, rồi thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác cho em Hà một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Mộc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các sản phẩm thì các bác cứ liên hệ vào hai số hotline em để trên màn hình, đó là số 0948516622 hoặc số 0944090988 để được nhân viên chốt đơn và hỗ trợ tư vấn sản phẩm nha em Hà nha. Dạ vâng, rồi thì em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng con gãi ngứa này cho mình nha. Dạ vâng, cái dòng gãi ngứa này thì nó là một cái móc khóa như này cho mình rất chi là tiện luôn và nhỏ xinh như này. Em Hà đang gửi tặng mình với giá chỉ có là 15k cho một cây gãi ngứa này nha. Mời các chị lên đơn giúp em này. Đó, nó sẽ rút ra rút vào như này được nha. Đó, rồi mời cả nhà mình lên đơn giúp em. Rồi cái thứ hai nữa là về cái móc khóa thì em sẽ có hôm nay là móc khóa thành công đã về rồi nha. Rất chi là nhiều bác hỏi cái móc khóa thành công này thì hôm nay em đã về được một ít dòng móc khóa thành công. Rồi cái móc khóa thành công này thì em mang để với giá là 30.000 cho một cái con móc khóa thành công như này nhá. Nó sẽ gồm một con ngựa và bốn cái đồng xu tiền như này đây, 6 đồng xu tiền may mắn đó, gọi là móc khóa mã đáo thành công. Mời các bác anh các chị lên đơn giúp em. Đây, nó biển hiển thị là người ngồi trên cái con ngựa như này nhá. Với giá là 30k. Rồi đây là cái móc khóa đồng tiền may mắn, đây là móc khóa hồ lô may mắn nhá. Dạ vâng, rồi thì cái này em cũng để cho mình với giá là 30.000. Bác nào lấy móc khóa thành công thì báo em, còn lấy móc khóa tiền như này thì báo em nhá. Dạ vâng, rồi đây, em sẽ giơ cho mình xem kỹ luôn nhá. Đó, hai móc khóa này. Con này thì hoàn toàn được làm bằng đồng hết nha các bác nhá. Đấy, khá là đẹp luôn, khá là thích thú luôn cho các bác nha. Mời các bác lên đơn giúp em này. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về các cái dòng kính của nhà em Hà nha. Đây, dòng kính của nhà em Hà thì em Hà sẽ lên nhanh về các cái dòng kính của nhà em. Đó. Dòng kính thì em sẽ lên sản phẩm đầu tiên, đó là dòng con mã số 2 của nhà em nha. Dòng con này thì là nó sẽ là màu xanh rau muống như này nha, màu xanh rau muống khá là đẹp luôn, và cái mắt thì mắt giọt lệ như này luôn. Đó, size mặt cho anh nào đây, em sẽ đọc luôn. Size mặt cho anh nào 14 thì lên đơn giúp em nha. Đây, sẽ dập logo trên như này hết cho mình luôn này. Đó. Kính nhà em thì em bao các bác đeo luôn, đeo mình nhức mắt hay là mỏi mắt thì báo em nha. Dòng kính em là các bác đeo rồi rất chi là sướng luôn, nó không bị nhức mắt và tầm nhìn rất chi là xa luôn nha. Đó, rồi tập logo hết trên như này luôn nha. Đó, mời các bác anh các chị lên đơn giúp em này. Đó, dưới này đây em sẽ quay cận cho mình xem từng xíu một nha. Đó, nó rất chỉ là hay như này. Đó. Rồi, mời các anh các bác các chị lên đơn này. Rồi con này thì hiện tại là con này là mã 2. Mã 2 thì mời các anh lên đơn giúp em là 230.000 cho con mã 2 như này nha. Mời các anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là dòng con mã số 3 này nhá. Đây là dòng mã số 3 của nhà em này. Dòng mã số 3 này thì con này mình có thể đi nắng được giúp em này, đi mưa được luôn, bởi vì con này nó sẽ đổi màu. Đó, dòng kính này là dòng kính đổi màu, và tròng này là tròng không phải tròng bằng thủy tinh đâu nha. Tròng này nó là sẽ là bằng tròng pin, đó, tròng pin cao cấp. Thì con này nó sẽ cái gọng của nó được thiết kế là như này giúp em này. Đó, mình nhìn giúp em luôn. Đó, gọng kính nha. Đó. Khá là ok luôn. Giá em Hà báo đã là bao ship rồi nha. Đây, sẽ dập logo này luôn này. Đó, mời các anh các chị lên đơn giúp em là tròng kính số 3. Tròng kính số 3 này thì hiện tại là em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái con kính số 3 như này nha. Mời các bác anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi, em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về con kính số 4. Đó là con kính số 4 của nhà em nha. Đó, số 4 của nhà em này. Con này thì nó sẽ là bằng tròng thì tròng bằng thủy tinh, em nói luôn tròng bằng thủy tinh này, và sẽ được dập tên hãng trên như này luôn nhá. Đó, dập tên hãng luôn. Đó, tất cả đây thông số của nó thì con này nó sẽ phù hợp cho mặt bác nào là 14,4 nhá. 14,4 thì lên đơn giúp em này. Đó, dập hết lên này cho em nha. Đó, dòng kính này thì khá là ok luôn, con này thì còn tem tổng như này luôn cho mình này. Rồi, con này thì hiện tại em Hà cũng đang để cho mình với giá là 230.000, em Hà bao ship. Mời các bác canh cho chị lên đơn giúp em là kính số 4, 230.000, em Hà bao ship nhá. Dạ rồi, em Hà xin phép qua mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình là về con dòng kính số 6 này.
Dòng kính số 6 này của nhà em thì trồng cũng là bằng trồng thủy tinh và mặt thì mặt bằng rau muống như này giúp em nha, màu xanh rau muống đó. Con này thì khác biệt với tất cả các dòng khác là nó sẽ uốn dẻo được cái gọng của nó nha. Đấy, uốn dẻo như này. Đấy, uốn dẻo như này nha. Đó, và con này thì nó sẽ có chữ dập logo trên như này luôn. Đó. Rồi, đây, con này thì nó sẽ dập tên hãng như này luôn. Đó. Dập tên hãng này luôn. Đó. Rồi, mời các bác anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi, con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 230.000, em Hà bao ship con kính số 6. Mời các bác lên đơn giúp em là mã số 6 với giá là 230.000, em Hà bao ship nhá. Được rồi, em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kính gấp gọn này của nhà em. Đây, đây là dòng kính gấp gọn này của nhà em nhá, màu sẽ là màu trà như này luôn. Đó. Con này thì nó sẽ được dập logo trên như này hết giúp em nhá. Đó. Hàng này dùng phê lắm, xài phê lắm. Đó. Hàng nhà em thì vẫn còn là hàng trong hộp nhé. Con này là size mặt cho anh nào là 13,8. Thì lên đơn giúp em này, 13,8 này. Đây, logo của nó như này nhá. Đó. Rồi hàng sẽ gấp gọn lại như này giúp em. Đó, sẽ gấp gọn nhỏ như này luôn. Và nó sẽ nằm trong một cái hộp như này nha các bác nhá. Đây. Nó sẽ nằm trong cái hộp như này. Em cho mình xem luôn này. Đó. Nó sẽ gồm một cái khăn này, một cái thẻ này và một cái túi da của nó như thế này luôn này. Đó. Nó rất chi là tiện luôn, nó nhỏ nhỏ như này mà rất chi là tiện rồi. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 240.000 cho một cái con kính số 26 như này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em. Mã số 26, 240.000. Rồi em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kính số 25. Đây dòng kính 25 của nhà em, đây là dòng kính con kính của hãng như này nha. Đó, em xin phép là không đọc tên hãng trên live. Đó. Rồi dòng kính này thì hiện tại là em Hà cũng đang để cho mình với giá là 240.000. Con này thì mặt xanh rau muống nha và gấp gọn là như này giúp em. Đó. Sẽ gấp gọn lại như này. Đó, gấp gọn như này. Con này thì nữa sẽ là hàng trong hộp như này nhá, hàng trong hộp của nó là như này này. Đợi em xíu em sẽ giỏ cho mình xem luôn. Đó. Nó sẽ gồm đi kèm theo là một túi da như này nhá. Đó. Và thêm thẻ mác của nó ở trong này luôn. Đó. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em này. Con này thì hiện tại em Hà cũng để cho mình với giá là 240.000, mời các anh lên đơn giúp em là mã số 25. Mã số 25, 240.000, mời các anh lên đơn giúp em này. Màu rất chi là đẹp luôn nhá. Đó, rồi, em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con mã này nha. Con mã này là con mã số 17. Mã số 17 của nhà em nhé. Con này thì khá là ok luôn này. Mặt của nó là mặt màu, mặt hoàn toàn bằng thủy tinh nhá. Hoàn toàn bằng thủy tinh, đó. Bên trong của nó thì nó sẽ là màu xanh rau muống như thế này. Đó. Nó sẽ được tráng gương bên ngoài đó. Rất chi là đẹp luôn. Mời các anh lên đơn giúp em nhé. Gọng của nó thì được thiết kế và được dập logo trên như này giúp em đó. Dập logo đó. Dập hết như này luôn. Con này khá là đẹp luôn đó. Mời các anh lên đơn giúp em nhé. Đây, đây, dập logo đó. Rồi dòng kính nhà em mà đeo không phê thì em Hà đúng là không dám lấy tiền luôn nhá. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em là con này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá là 240.000, mời các anh lên đơn giúp em là mã số 17, 240k cho con kính số mã 17 này nhá. Rồi em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kính số 18 như thế này. Đấy, dòng chồng này là chồng 18 giúp em. Đó, nó sẽ là như thế này luôn. Đó. Rất chi là đẹp luôn. Cũng được tráng gương bên ngoài như thế này luôn và nó sẽ được màu xanh rau muống bên trong như này cho mình khá là đẹp luôn. Rồi được dập logo như này cho mình này. Đó, dập logo trên này cho mình luôn. Rồi hiện tại thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời các anh lên đơn giúp em là mã số 18, 240k nha. Rồi em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là dòng con mã số 9 của nhà em này. Đó, con mã số 9 này thì màu của nó là sẽ là màu trà như này nhá, màu trà. Và con này thì nó sẽ được dập logo ở trên tất cả các cái gọng kính như này. Con này là size mặt của nó là 14 nhá. Đó, size mặt 14 này. Đó, và con này nó sẽ dập như này hết luôn. Đó, rất chi là xịn xò luôn. Rồi,
Con này thì nó cũng tròng bằng tròng thủy tinh nhá, tròng bằng thủy tinh hết này. Rồi em Hà đang để cho mình với cái giá là 230.000 một cái, lên đơn giúp em là con kính số 9 với giá là 230k. Rồi em Hà xin phép qua mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là con kính này là con kính đổi màu đấy. Nếu mà ví dụ như là ban tối thì nó sẽ là màu trong suốt như này. Đấy. Còn khi mà nó ánh sáng thì nó hơi kiểu phớt phớt hồng như kiểu là như kiểu là màu màu hồng trà nhẹ đấy. Em ví nó là như vậy luôn đó. Đó. Rồi con này thì mình đi đường thì khá là ok luôn nhá. Đó. Con nó sẽ đi đêm đi ngày được luôn. Đó. Con này thì tròng bằng thủy tinh nhá. Tròng bằng thủy tinh. Rồi mời các anh lên đơn giúp em là mã số 16. Mã số 16 em Hà cũng làm để cho mình với giá là 230.000 em Hà bao ship nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kính gấp này nữa. Con gói kính gấp này của hãng như thế này nha, em xin phép không đọc trên line này. Rồi con này thì nó sẽ có gọng là bao nhiêu đây? Gọng là 14,5 nhá. Đây. 14,5. Đó. Anh nào size mặt 14,5 thì lên đơn giúp em nhá. Đó. Khá là ok khi sử dụng luôn này. Rồi con này thì nó sẽ gấp gọn được cho mình luôn và nó cũng là cái hãng vừa nữa đó thì nó sẽ nằm trong cái hộp như này cho mình luôn. Rồi con này thì hiện tại là mời các anh lên đơn cho em là mã số 28. Mã số 28 em Hà đang để cho mình với giá là 240.000 nha, 240.000 cho cái con mã số 28 này. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi. Đã vâng rồi, thì đây là dòng kính đi đường kính mát, còn đây là dòng kính về dành cho các anh mà kiểu mình từ 50 đổ lên mà cần kính lão nhá. Thì nhà em Hà cũng có luôn. Dòng kính này thì nó em Hà sẽ có từ độ 1 cho đến độ 4, có cả chẵn cả lẻ, có nghĩa là 1,25, 1,5 hoặc là 1,35 hoặc là ví dụ như là 1,75 rồi là 2,5, ý là nó sẽ có những cái độ phải lẻ như vậy luôn á, em Hà đều có nhá. Rồi cái dòng kính về dòng kính lão này thì hiện tại là tròng của nó cũng hoàn toàn bằng thủy tinh nhá, và con này thì hiện tại là em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 140.000 cho một cái con kính lão như thế này nhá. Đó, kính lão như này rất chi là đẹp luôn với giá là 140.000, mời các anh lên đơn giúp em phải đó. Gọng kính size mặt là 13. Kính này thì sẽ dành được cho cả bác nam và bác nữ, dành cho cả anh nam và anh và chị gái đều sử dụng được giúp em nhá. Đó, mời các anh lên đơn giúp em. Khá là đẹp luôn. Đó, đẹp lắm luôn đó. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em nhá. Dạ rồi, em cũng xin phép qua mẫu lên các cái sản phẩm mà nhà em đang bán đây. Thì em sẽ lên trước tiên là cái dòng con ổ điện này nhá. Đây, ổ điện này thì hiện tại là con này nó em săn để cho mình với giá là 85.000 một ổ điện như này. Nó sẽ gồm 6 ổ cắm và 4 cổng USB. Con này khi mình cắm lên một con nút nguồn mình bật thì nó sẽ có màu xanh LED bên trên của cái ổ cắm USB này, rất chi là đẹp luôn nhá. Rồi dây của nó thì em đoạn khoảng tầm từ 2,5m cho đến 3m nhá. Đó, 2,5m cho đến 3m về cái chiều dài của dây. Hiện tại em Hà để cho mình với giá là 85.000, mời các anh lên đơn cho em là ổ điện. Ổ điện với giá là 85k. Dạ rồi, em xin phép con mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con băng keo nano. Dòng băng keo nano này thì hiện tại em Hà cũng đang để cho mình với giá là 10 quận là giá 40.000 nhé. 10 quận là giá 40.000, mời các anh lên đơn giúp em 10 quận giá 40.000, còn các anh lấy lẻ em cũng bán luôn. Rồi, dòng keo đa năng này thì hiện tại là nhà em Hà đang để cho mình với giá là 20.000 một típ. 20.000 một típ này thì là nó sẽ có là 60g nhé. Và con này thì các anh biết rằng là đa năng thì mình gắn cái gì cũng được, cái gì cũng gắn được hết, nên là mình lên đơn giúp em nha với giá là 20.000. Rồi, em Hà xin phép qua mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con con này là con băng keo trong. Đây là vòng dòng băng keo trong của nhà em Hà. Đó. Băng keo trong này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 20.000 một cuộn băng keo trong như này nhá. Băng keo trong với giá là 20k này. Rồi, về dòng đèn pin thì em Hà đang có dòng đèn pin cầm tay như này nhá. Đó. Dòng đèn pin này thì nói chung vì là vô cùng là sáng luôn về cái dòng đèn pin này nhá. Đó. Con này thì nó sẽ đi kèm luôn là cái một cục pin 18650 và một dây sạc của nó nhá. Dây sạc của nó là dây sạc cắm cổng USB. Đây, em sẽ cho mình xem luôn cái dòng dây sạc của nó này. Đó, đợi em một xíu.
Đây, dây sạc của nó sẽ là như này nha. Và một cái cục pin 18650 đi kèm. Đó. Đây em sẽ lắp vào em bật cho mình xem. Con này gọi là con đèn siêu sáng. Mời các anh lên đơn duyên là mã 2 là đèn siêu sáng. Nhưng con này thì sáng vô cùng luôn. Đó. Đó. Con này sáng lắm. Đây sáng này. Đấy, nó sẽ ở cả đèn hông này. Đó. Rồi, hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là con này chỉ có là 110.000. Mời các anh lên đơn duyên là đèn mã 2 với giá là 110.000 cho con đèn này nhá. Đó, hàng mặt kính thì mặt kính cầu lồn này giúp em này khá là ok luôn. Rồi mời các anh lên đơn giúp em này. Đó, hàng cực kỳ là xịn sò nhá. Em like nào em bán đi trang như vậy cầm vào con đèn không thể chê được đâu. Rồi em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình, đó là về cái dòng con kính quên lộn, con đèn pin mã 3 này của nhà em này. Đây, đây là dòng đèn pin mã 3 của nhà em, thì nó sẽ nằm ở trong hộp như này và nó sẽ có một đèn. Đó. Và một củ pin một quả pin 18650 này. Đó, con này thì khá là sáng luôn. Và nó có chỉnh, có thể chỉnh zoom được như này nhá. Đó. Chỉnh zoom. Đó. Rồi mình có cái nút bật của nó thì nó sẽ có cái nút. Đó, như này. Mình chỉnh giúp em. Đó. Mình chỉnh to này. Đó, chỉnh to chỉnh nhỏ đều được nhá. Đó, rồi, mời các anh lên đơn giúp em là đèn pin mã 3. Đèn pin này thì với giá chỉ có là 70.000 thôi, 70.000 cho con đèn pin mã 3 này thôi nhá. Thì con này nó sẽ gồm kèm là một cục pin 18650 này, một cái đốc, một cái dây sạc như này của nó này. Đó. Rồi mời các anh lên đơn giúp em hàng trong hộp như này nhá. Với giá là 70.000, 70.000 cho con đèn pin mã 3 này nhá. Dạ rồi, em Hà xin phép qua mẫu, Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã 8 này của nhà em. Đèn pin mã 8 này thì là nó sẽ cũng có một cục pin 18650 đi kèm của nó như này. Và một cái đốc sạc pin 18650. Đó, rồi. Con đèn này thì cũng xài khá là ok và sáng này. Đó. Và con này thì nó có thể chỉnh zoom pha như này lại này. Đó, hình vuông nhỏ như này nhá. Đó, chỉnh như này. Đó, rồi. Và mình có thể mình bật như này. Đó, nó có rất chi là nhiều chế độ nhá. Rồi, hiện tại em Hà cũng đang để cho mình với giá là con này là 90.000, mời các anh lên đơn giúp em là mã 8 với giá là 90k cho con đèn pin như này nhá. Khá là ok luôn. Rồi, em xin phép qua mẫu, em hãy lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin nhỏ. Đây, đây là dòng đèn pin nhỏ của nhà em nha. Đó, đèn pin mã lính á. Thì con này nó sẽ có cái zoom pha hay sao ấy. Đây, đây. Zoom, zoom to, zoom bé thì nó chỉ zoom được một xíu thôi. Chứ đây, nó chỉ zoom bé xíu được như này thôi nha. Đó, đây, bé như này. Em phải quay lên. Đó, rồi. Hoặc là mình có thể mình bật lại thì nó sẽ to lên này giúp em nhé. Và nó sẽ sáng được đằng hông này luôn. Rồi, hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000. 50.000 cho một cái con đèn pin nhỏ như này. Mời các anh lên đơn giúp em nhé. Em nói luôn là đèn pin nhỏ thì nó sẽ nhỏ thôi, nó không được to đâu. Nhiều bác em ship hàng ra đến nơi rồi một cái đèn pin này làm câu à, ơ sao đèn pin nhỏ nhỉ? Thì em nó nhỏ thì em gọi là nhỏ chứ không thì nhỏ làm gì. Thế là một cái đèn pin này quay đầu lại em lỗ luôn 30.000 tiền ship nữa. Quay đầu lại nữa là 60.000 luôn. Rất chi là ngọt cơm các bạn. Rồi mời các anh lên đơn giúp em nhé. Đèn pin nhỏ với giá là 50.000. Rồi em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin móc khóa. Con đèn pin móc khóa này nó sẽ gồm là cái bật bia và cái móc như này. Đó. Và ngoài ra nó sẽ có cái nan châm. Con này thì bật khá là sáng luôn nha. Đó, sáng. Và con này thì nó sẽ có cả cái nan châm đằng sau hút như này. Nếu như mà mình cần thiết nan châm á, hoặc là mình có thể mình để như này luôn giúp em. Đó, để như này. Đó, để như này cho nó sáng. Phòng những lúc mình mất điện hay là mình đi đâu á, mình sử dụng với em nhé, rất chi là nhỏ gọn thôi mà tiện lợi. Con này nó sẽ gồm luôn cả cái dây sạc của nó đi kèm nhé. Dây sạc của nó đi kèm này. Rồi, em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 25.000. Mời các anh lên đơn với là đèn pin nhỏ với giá là đèn pin móc khóa với giá là 25k nhé. Rồi, em xin phép qua mẫu, em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin cầm tay hai đầu này, đèn pin hai đầu, sáng hai đầu như này nhá. Đó. Con này thì sản xuất tại đây này, con này thì hàng cực kỳ là phê luôn rồi. Đây, con này nó sẽ có luôn cả đốc sạc và sạc dự phòng cho mình luôn ở đây. Đó, cái lỗ cắm của nó. Và nó sẽ có hai đèn sáng hai đầu như này, đó. Và con này dọi thì khoảng tầm 200-300 mét là chuyện quá bình thường luôn nhá.
đó, nó sẽ như này, và cái đầu bên này nó sẽ có cả luôn cái đèn cảnh báo đỏ như này cho mình luôn đó, khi mình gặp nguy hiểm. Con này thì cực kỳ là hay luôn, cầm như này. Và một bên nữa là sáng bên hông này, nếu mà ví dụ như là phòng nhà mình bị mất điện mình sử dụng ngay cho em này, sáng tỏa cả gia đình luôn đó, khá là ok luôn đúng không ạ? Rồi, em Hà đang để cho mình con đèn pin này với giá là 250.000 mới cao lên đơn giúp em, là đèn pin hai đầu với giá là 250.000 nhá, 250.000 cho cái con đèn pin sách tay như này nhá. Đó, đây ngoài ra nó sạc vào năng lượng mặt trời đấy, nên nhìn thấy ánh sáng nó tự sạc này. Đó, rồi mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em Hà xin phép con mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái thằng con đây, con này là không sáng được, không sạc bằng được năng lượng mặt trời đâu nha. Rồi, con này em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là con đèn pin đội đầu một bóng nhá. Con này là hàng của Green Man này, em không xin phép là không nói trên line luôn nhá. Rồi, con này thì nó sẽ chỉnh zoom các kiểu đều được luôn. Đây, em sẽ bật vào con này thì siêu hạt rẻ là siêu sáng luôn. Đó. Và con này ngoài ra nó còn có cái nút cảm ứng cho mình luôn nhá. Đó, nó cảm ứng cái đèn này, cảm ứng cái đèn này đấy, tắt mở này. Đó, tắt mở cho mình luôn. Đó, khi mình cho tay ra mặt này, đó, tắt này. Đấy, đập vào đây là nó sẽ tự tắt mở nhé. Không nhiều bác về bảo ơi chết rồi cái đèn nhà này hỏng, không phải đâu. Con này nó có cảm ứng luôn, và mặt thì của nó là mặt cầu lồi như này giúp em này. Đó. Và chỉnh con này thì nó sẽ có bẻ cả đầu cả cổ nó như này luôn, bẻ đầu cổ này rồi chỉnh zoom các kiểu như này nhá. Rồi con này hiện tại em Hà đang để cho mình một con đèn pin đội đầu với giá là 160.000 mới cao lên đơn cho em là đèn pin đội đầu với giá là 160k nhá. Nó sẽ cùng dây sạc và đốc sạc đi kèm, con này có thể dùng được cả làm sạc dự phòng cho mình luôn. Đó, con này khá là ok. Rồi, em Hà xin phép con mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình đã về một ít cái đồ kim khí của nhà em Hà nhá. Được rồi, em sẽ vào cái dòng đầu tiên, đó là cái dòng con kìm nhíp của Bahu. Đây, kìm nhíp của Bahu này thì hiện tại là nó sẽ có là kìm thẳng, kìm cong và kìm bật này, cái kìm thẳng bật này, rồi là kìm thẳng khép này, là nó sẽ khép như này, hoặc là cái nó sẽ bật đầu ra như này, nhọn khép và nhọn bung đấy. Thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 90.000 nhé. Con này thì cầm khá là chất lượng luôn đấy. Rồi, nó sẽ gồm thiết kế cho mình cái chống trượt ở tay như này luôn cho mình nhá. Đây gọi là kìm Bahu. Hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 cho một con kìm Bahu như này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con này là con là mũi khoan tháp. Đây. Mũi khoan tháp của nhà em Hà thì nó sẽ gồm thiết kế là 6 mũi khoan như này và 3 mũi khoan nhỏ như này cho mình. Mũi khoan to có tác dụng là lấy dấu rồi là đục khoét sắt rồi là tường các kiểu đều được luôn. Con này có thể xoắn thành ốc luôn nhá. Đây là các mũi con nhỏ như thế này nhá. Rồi em Hà đang để cho mình với giá là hộp mũi khoan thép. Hàng đây, con nó sẽ có hàng made in Japan này. Đó. Hiện tại em Hà đang để cho mình bộ mũi khoan thép này với giá là 140.000 nhá. 140.000 cho cái hộp mũi khoan tháp như này nhá, hàng đẹp lung linh luôn này. Đó, với giá là 140.000 mời các anh lên đơn giúp em. Mũi khoan tháp với giá là 140k. Rồi em Hà xin phép qua mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái thằng con bộ lấy ốc gãy này của nhà em. Đó, bộ lấy ốc gãy này của nhà em thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là nó sẽ có từ 1 đầu cho đến 6 đầu như này luôn. Hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 85.000 thôi, 85.000 cho một cái bộ lấy ốc gãy của nhà em nhé. Hàng này là hàng của Kabushi, hàng chuẩn luôn á, rất chi là xịn xòa luôn như này luôn. Khi em giao hàng cho mình thì sẽ là như này, hàng trong hộp trong đốc mới tinh như này nhé, hàng chưa qua sử dụng nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này, bộ lấy ốc gãy với giá là 85.000 cho một cái bộ lấy ốc gãy như này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em. Đó, hàng đẹp lung linh luôn á. Rồi em Hà xin phép qua mẫu, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con cà lê đa năng này thì hiện tại con này nó sẽ có từ đầu 8 cho đến đầu 21 nhá. Con này nó sẽ có từ đầu 8 đến đầu 21 luôn này. Đó, gọi là cà lê đa năng. Con này nó sẽ xoay được 360 độ giúp em, xoay như này luôn. Đó, xoay rất chi là mạnh dạn như này nhá. Đó, xoay đã tay lắm. Con này thì nó chung quy là chất như nước cắt luôn, bác nào xài là biết và cầm là thích. Đó là về cái dòng cà lê đa năng này của nhà em Hà nhé, không thể chê được đâu. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 230.000.
230 ngàn cho một cái con cà lê đa năng như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em mà cà lê đa năng với giá là 230 ngàn. Rồi em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm cắt tôn. Đây, dòng kìm cắt tôn của nhà em thì em sẽ về cái dòng size đại như này. Các bác nhìn đẹp không ạ? Thực sự là đẹp luôn á. Em nhìn em còn mê luôn á. Rồi, đó, các bác nghe tiếng không? Thích không? Đó. Đã không ạ? Rất đã tai luôn. Hàng xịn xò nghe nó đã, trông nhìn cái mồm của nó nhìn đúng như kiểu là cái con tê giác á ha. Nhìn mồm đã thật luôn ạ. Đó, bật một phát. Rồi, cái con này là nó sẽ cắt được ống 60 cho mình nhá. Và con này của nó là sẽ là 63mm. Đó. Đây em cho mình xem luôn thông số ghi của nó đây. Đây 63mm. Đó. 63mm đây nhá. Đó, rồi, hàng của Kabushi chuẩn luôn nhá. Đây tem của nó như này luôn này. Đó. Khi em giao hàng cho mình thì sẽ là trong hộp thế này luôn cho mình. Đó. Hàng bao xịn xò cho mình luôn, đẹp lắm. Em mới về đấy chứ hôm nọ hết hàng ấy, khách còn phải chờ hàng ấy. Đây Kabushi dập nổi luôn cho mình như này trên thân nhá. Đó, rồi. Hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 250 ngàn. Mời các bác lên đơn giúp em là kìm cắt ống nước 60 với giá là 250 ngàn. Đó. Kabushi dập hết các kiểu này, hàng hãng mà. Hàng hãng mà chuẩn hãng nhìn nó khác đây. Nó ghi lên là 64mm. Đó, con này có nghĩa là cắt vượt trên ống 60 luôn đấy. Mời các bác các anh các chị lên đơn giúp em nhá. Rồi, em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con cắt ống vừa phải nhỏ như này cho gia đình nhá. Rồi con này thì dành cho những anh nào mà ví dụ như là cắt 42mm, ống nước 42 á, thì lấy con này giúp em. Con này nhỏ gọn và cầm rất tay thì đã luôn. Đó, hàng cũng của Kabushi hết luôn nhá. Em bán hàng Kabushi nhá. Đó. Rồi, hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 110 ngàn. 110 ngàn cho một cái con kìm cắt ống nước của Kabushi như này nhá. Con này là size 42mm giúp em này. Đấy, 110 ngàn nhá. Mời các anh lên đơn giúp em. Đó, rồi, em Hà xin phép qua mẫu nhá. Rồi, em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con bộ cà lê. Cà lê khóa tự động như này. Đó. Bộ cà lê khóa tự động này thì hiện tại em sẽ có cái bộ như này luôn. Đó, nó là sẽ bằng cái cần tự động cho mình luôn nhá. Đây, đợi em xíu em sẽ mở ra cho mình xem luôn. Gọi là cà lê khóa tự động đấy. Đây. Tất cả các đầu của nó đây sẽ bằng tự động luôn này. Đó. Đấy, các anh nghe, các anh biết là cần tự động rồi đúng không ạ? Làm nghề là mình nghe mình biết liền luôn. Rồi, hiện tại là cái con bộ cà lê khóa tự động này em Hà đang để cho mình với giá là 330 ngàn nha. Mời các anh lên đơn với em là bộ cà lê khóa tự động với giá là 330 ngàn. Đó, nó sẽ có từ đầu bao nhiêu đây em đọc luôn này. Đầu 8 này, đầu 12, đầu 10, đầu 19, đầu 14, đầu 17 và đầu 13 nhé. Mời các anh lên đơn giúp em. Đấy, bộ cà lê khóa tự động với giá là 330 ngàn. Đó, 330 ngàn nhá. Rất chi là đẹp luôn. Rồi, em Hà xin phép qua mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là bộ cái bộ khóa cà lê. Đây, bộ khóa cà lê. Con này nó sẽ có bộ khóa cà lê là sẽ có từ đầu 8 cho đến đầu 24. Đó. Hiện tại cái bộ khóa cà lê này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240 ngàn nhá. 240 ngàn cho một cái bộ khóa cà lê như này. Hàng bao xịn xò cho mình luôn đấy. Hàng này hàng loại 1 nhá. Em không lấy hàng loại 2 đâu. Nó sẽ có 3 dòng nhưng em chỉ bán dòng loại 1 thôi. Đó. USA cho mình luôn này nhá. Đó. Rồi. Mời các anh lên đơn giúp em này. Cần rất là to luôn và rõ ràng cho mình luôn nhá. Làm bao phê luôn. Rồi mời các anh lên đơn giúp em này. Với giá là 240 ngàn. Mời các anh lên đơn giúp em là bộ khóa cà lê. Với giá là 240k nhá. Rồi sẽ như thế này cho mình luôn. Rồi em Hà xin phép qua mẫu. Em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con cà lê xích. Cà lê xích này thì em đang có cái loại cà lê xích nhỏ như này nhá. Đó, gọi là cà lê xích nhỏ này. Con này thì nó là hàng của Kabushi. Đó. Em Hà đang để cho mình với giá là 85 ngàn. 85 ngàn cho một cái cà lê xích nhỏ như này nhá.
Đó, rồi. Con qua này là dòng Calexictor. Đó. Về mình mở ống nước các kiểu đấy. Calexictor này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 90.000, mời các anh lên đơn giúp em là Calexictor với giá là 90k nhá. Đó, hàng rất chi là xịn xò luôn này. Xịn xò con bò đấy. Mời các anh lên đơn giúp em. Rồi. Em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con búa. Búa này là dòng búa của Nhật nhá. Đó. Em Hà đang để cho mình với giá là 105.000 cho một cái con búa như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em là búa nhập với giá là 105.000. Rồi, búa lá cờ. Búa lá cờ là búa nhỏ như này. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 cho một con búa lá cờ như này nha. Rồi, dòng con búa lá cờ lớn như này. Em Hà đang để cho mình với giá là 80.000. Mời các anh lên đơn giúp em nha. Búa lá cờ lớn với giá là 80.000. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là cái con bình nhớt Kabushi này, con này là uốn dẻo, uốn cong, uốn vượn các kiểu đều được luôn. Đó, rồi, em Hà đang để cho mình với giá là 40.000. 40.000 cho các anh nha, vừa bán vừa tặng các anh luôn này. Với giá 40k. Rồi, em Hà xin phép con mẫu em Hà lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm mỏ quạ. Dòng kìm mỏ quạ thì nhà em Hà sẽ có hai dòng kìm mỏ quạ, đó là kìm mỏ quạ An Tôm. Đây là dòng mỏ quạ như này. Đó. Hàng rất đẹp và xịn xò như này nhá. Đó. Mồm nó như con quạ luôn này. Đấy. Các anh nhìn thấy cái mỏ không? Giống con quạ nhỉ? Rồi, cái này nó sẽ có chống trơn trượt cho mình ở tay luôn này luôn. Đó, và cái chữ An Tôm dập ở bên dưới như này cho mình nhá. Em Na Hà đang để cho mình cái kìm mỏ quạ An Tôm này với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái con kìm mỏ quạ An Tôm. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em lên sản phẩm tiếp theo cho con này nữa là kìm mỏ quạ của Đức. Đó. Kìm mỏ quạ của Đức. Con này thì nó cũng sẽ có chống trượt cho mình luôn này nhá. Rồi, con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 95.000. 95.000 cho một con kìm mỏ quạ như này nhá. Mỏ quạ của Đức, mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con vít, tô vít. Tô vít này là tô vít đảo chiều nhá. Đây, em sẽ giả cho mình xem luôn. Đâu nhỉ? Đây, tô vít đảo chiều như này đó. Tô vít này là hãng của Kabushi luôn nhá. Đó, đảo chiều như này cho mình luôn. Nó sẽ có mặt phẳng và mặt ba khe như này cho mấy em này. Đó, rồi mình sẽ cắm vào đây. Đó, rồi mình thích thì mình đảo chiều được luôn. Đó, rồi mời các anh lên đơn giúp em là tô vít với giá là 50.000. 50.000 cho một cái con tô vít như này nhé, chống trơn trượt cho mình luôn này. Đó, với giá là 50.000, mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm đa năng. Kìm đa năng của Nhật nhá. Đây, đây là dòng kìm đa năng của nhà em này. Đó, dòng kìm đa năng này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 150.000 nhá. Con này thì nó sẽ là cắt tuốt dây đều được luôn, nó là đa năng siết được luôn nhá, với giá là 150.000, một cây lên đơn giúp em này. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm của Đức nhá. Con này thì thân tà dài và to như này. Đó, nó sẽ như này luôn. Rồi, con này thì em Hà cũng đang để cho mình với giá là 150.000. Mời các anh lên đơn giúp em là kìm Đức với giá là 150.000 nhá. Đó, khá là ok và đẹp đẽ như này luôn cho mình. Đó, mời các anh lên đơn. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con bộ hoa thị. Bộ hoa thị thì em sẽ có dòng là bộ hoa thị. Đây, đợi em xíu. Đây, bộ hoa thị như này nhá. Đó, nó sẽ có cái lục giác như này luôn. Đó. Rồi, hiện tại bộ hoa thị này em Hà đang để cho mình với giá là 125.000. Mời các anh lên đơn giúp em là hoa thị với giá là 125.000. Nó sẽ có hoa thị và cái tròn bi như này. Anh nào lấy tròn bi thì báo em là lấy tròn bi. Còn anh nào mà lấy lục giác, lấy hoa thị như này thì báo em là lấy hoa thị nhá. Đó, nó sẽ có hai kiểu như vậy. Các anh lấy kiểu nào cũng vậy, đều 125.000 hết. Mời các anh lên đơn giúp em. Rồi, dòng đây là dòng hoa thị An Tôm. Đó, hoa thị An Tôm này thì hiện tại là em Hà cũng đang để cho mình với giá chỉ có là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái bộ hoa thị An Tôm như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con kìm chất. Kìm chất này thì em sẽ có dòng kìm chất của USA nhá. À, kìm chất của USA như này luôn. Rồi, dòng kìm chất này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 90.000. 90.000 cho cái con kìm chết của USA như này nhá. Đó, đây. Hàng thì khá là ok luôn đấy, và xịn xò cho mình sử dụng luôn á. Đó, đợi em xíu, cầm rất chắc tay luôn. Đó.
Mời các anh lên đơn giúp em nhá. Giá 90k. Rồi, dòng này là dòng của Nhật nhá. Đó, dòng của Nhật này. Made in Japan này. Đó. Rồi, con này thì nó sẽ có cái chống trơn trượt cho mình ở tay như này luôn. Đấy, khi mình dầu mỡ thì nó không bị trơn tuột này. Rồi, con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 105.000 cho một cái con kìm chất Nhật như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em là kìm chất Nhật với giá là 105.000. Đó, mời các anh lên đơn. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về mấy cái dòng con rũa cưa này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 90.000 thôi. À quên, 70.000 thôi, 70.000 cho mình cái rũa cưa như này nha. Mời các anh lên đơn giúp em là rũa cưa với giá là 70k. Rồi, đây là kéo cắt cành. Kéo cắt cành bãi nha. Kéo cắt cành bãi này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 160.000 thôi. 160.000 cho con kéo cắt cành bãi này. Thì nó sẽ có cái chống trượt bằng gỗ như này cho mình nhé. Cán bằng cán vuông gỗ như này nhá. Khá là ok luôn. Rồi, mời các anh lên đơn giúp em 160k. Rồi, đây là bộ làm vườn. Bộ làm vườn thì nó sẽ có hai chi tiết như này. Đó, hai chi tiết này. Em Hà đang để cho mình với giá là 130.000, 130.000 cho một cái bộ làm vườn này nha. Mời các anh lên đơn giúp em là bộ làm vườn với giá là 130.000. Rồi, còn nó sẽ có bộ làm vườn 4 chi tiết như này luôn. Đó. Ui giời, cái con này thì bao đẹp nhưng mà em nói luôn là con này đã sử dụng rồi nên là nó hơi dơ dơ bẩn bẩn xíu. Đây, đất cát vẫn còn nhưng mà xài vẫn ok lắm. Hàng bãi mà. Rồi đấy, cái chảng của nó đây. Ui giời, ui bãi đẹp luôn. Hiện tại là nó sẽ gồm 4 món như này nha. 2 3 4 với giá là 190.000, vừa bán vừa biếu vừa tặng luôn này. Khách mà nhận mà chơi cái bộ này em chả biết bán cái gì luôn ấy. 190.000, mời các anh lên đơn giúp em là bộ làm vườn cam với giá là 190k. Rồi, dòng này là dòng kéo cắt gà của nhà em nhá. Kéo cắt gà này. Hàng này là hàng của Nhật nhá. Thiết kế lưỡi là răng cưa bàn dưới, bên trên là mặt phẳng cho mình khi mình cắt miếng gà, rất chi là đẹp và rất chi là chắc luôn, bởi vì nó thiết kế cái răng cưa này chả khác gì như kiểu là một cái lực ma sát giữ để cho mà miếng gà không chạy được á, và bên trên sập xuống như này nó chắc chắn là được rồi, đúng không ạ? Rồi, thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái con kéo Nhật cắt gà như này nhá, hàng bãi nhá. Đó, nó sẽ là hàng như hôm nay thì lần này về là nó sẽ không có trong hộp đâu, nó sẽ là như này, nhưng mà yên tâm em sẽ chọn hàng sẽ đẹp nhất để em gửi đến cho các tay các anh các chị nha. Mời các anh các chị lên đơn giúp em. Rồi, kéo này là kéo cán vàng. Đây là kéo cán vàng nhá. Kéo vào cán vàng thì nó sẽ có cái bật bia và cái cạo với cá như này. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 40.000 thôi. 40.000 trong con kéo cán vàng này nhá. Mời các anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi, sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con cắt. Đây là cắt cành. Đó. Dòng kéo cắt cành này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái con kéo cắt cành như này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, cưa thì em sẽ về dòng cưa vàng nha, em vẫn còn nhé. Cưa vàng hai lưỡi thì em đang bán là 80.000 hàng của Nhật nhá. Rồi. Con này là con cưa 350mm, cũng là hàng của Nhật luôn. Con này thì để cưa gỗ. Con này cưa to hơn. Em Hà đang để cho mình với giá là 220.000. Mời các anh lên đơn giúp em là cưa Nhật gỗ. Đây này, cưa cán đỏ. Cưa cán đỏ với giá là 220.000 nha. Mời các anh lên đơn giúp em này. Đó, hàng khá là ok luôn. Rồi, ngoài ra đi song song với kéo cắt thì em cũng sẽ có kéo tỉa cho mình luôn nhá. Kéo tỉa này là kéo tỉa cành giúp em này. Đó, nó cũng sẽ có cái răng cưa bên dưới này để khi mình tỉa cái lá nó sẽ đẹp hơn á. Và thân cây cũng vậy luôn, nó không bị tạo ra cái cảm giác là bị xù luôn á. Rồi, hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 80.000, 80.000 cho một cái con kéo cắt tỉa như này nha. Mời các anh các chị lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, về cái dòng pin thì nhà em Hà rất là nhiều dòng pin nhá. Đây, chờ em một xíu. Em sẽ ba cái dòng pin này cho mình luôn. Dòng pin này thì em Hà sẽ có pin sạc này, pin sạc Sony. Đó. Pin sạc này thì hiện tại là em sẽ có 3A và 2A. A lấy dòng nào báo em. Đấy, dòng 2A thì to hơn, dòng 3A thì bé như này. Đó. Dòng này thì hiện tại em đang bán là 35.000 một đôi. 35.000 một đôi này nhá. Mời các anh lên đơn giúp em là pin sạc Sony với giá là 35.000 một đôi như này. Đó. Hàng rất chất lượng luôn đấy, hàng vớ không phải đâu. Mời các anh lên đơn giúp em này. Rồi, em sang sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con
pin 18650, pin 18650 này thì nó là pin dòng pin thường. Đó. Thì em Hà đang để cho mình cái giá là 20.000 một cặp, à 20.000 một cục này. 20.000 một cục pin thường như này nhá. Đó. Rồi anh nào lấy pin Phantom thì báo em. Đây. Dòng pin Phantom thì nhà em đang để cho mình với giá là 35.000, 35.000 cho một cái dòng pin Phantom như này nhá. Còn em đang về được một ít dòng pin 18650 của Mỹ như này. Để em xem mã này. Đó. Anh nào nhanh tay thì được nhá. Đó. Con này của nó là 99.800 mAh. Đó. Khá là nhiều dung lượng luôn. Và con này thì pin Mỹ nên là rất chi là hiếm. Em bán là 50.000 một cục như này nhá, 50.000 một cục pin này, mời canh lên đơn giúp em này. Đó. Pin Mỹ với giá là 50.000 một cục nhá. Em về lần này được mấy chục con, mời canh lên đơn giúp em này. Đó. Rồi. Em xin phép qua mẫu. Ngoài ra em sẽ có đốc sạc. Đốc sạc pin, đây là sạc pin tiểu. Sạc pin tiểu này thì nó sẽ kèm 4 viên pin đi cùng giúp em nhá. Bốn sạc một lúc 4 viên đấy. Hiện tại là em Hà đang để cho mình một cái đốc sạc như này với giá chỉ là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái đốc sạc như này nhá. Còn sạc pin 18650, sạc pin đôi với giá là 45.000, sạc pin tiểu với giá là 20.000 nhá. Mời các anh lên đơn giúp em. Đó rồi. Thì đây là cái dây thông cống của nhà em này. Đó. Dây thông cống của nhà anh nào mà bị cống hay bị tắc nghẽn thì sử dụng ngay con dây này giúp em nhá. Đó. Dây này thì là sẽ có dây dài 5m ở bên trong và được uốn dẻo nhá. Rồi hiện tại là cái dây thông cống này em Hà đang để cho mình với giá là 100.000 thôi. Như một cái con vòi vòi như này luôn. Với giá là 100k, mời các anh lên đơn giúp em là dây thông cống với giá là 100.000. Dạ vâng rồi, thì em cũng Hà cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã quan tâm theo dõi Shop Ngọc Hà nhà em nhá. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn các bác và các anh, các chị vào video tiếp theo. Xin liên hệ vào hai số hotline để được nhân viên tư vấn và chốt đơn nhé. Nhớ đăng ký kênh và like cho em xin một like nha, để em có nhiều tương tác với mình hơn. Em xin cảm ơn và xin chào và tạm biệt. Hẹn các anh, các chị vào video tiếp theo.